Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình làm cái bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ nha các bạn. Đây, mình có 100 ml sữa nè ha. Rồi mình có 500 g men nè, đang nở ha. Mình có miếng muối. Bây giờ mình có cái này là bột mì đa dụng nha các bạn. Bột mì này nè, mình làm với cái bột mì này ha. Đây. Mì đa dụng mình làm bột mì này nè đó. Bây giờ mình có ở đây có 170 g bột mì nha, 170 g. Đây là có 100 ml sữa. Đây mình có một cái trứng nha, mình bỏ muối vô ha. Ở đây mình có miếng đường, mình bỏ muỗng đường ha. Cho muỗng gửi đường nha các bạn. Đó mình có muỗng gửi đường, muỗng cà phê nhỏ đó nha. Ở đây mình có 50 g men ha. Đây men nở. Men này men bánh mì nha các bạn. Bỏ riêng nó ha. Đây. Bây giờ mình trộn từ từ ha. Mình có xíu chanh nha. Xíu thôi. Cho vô luôn. Rồi nên mình trộn nó ha, trộn cho đều. Rồi mình đập trứng vô nha các bạn. Cái này là cái phần vỏ nha các bạn. Rồi giờ mình trộn vô ha. Mình trộn cái bột này mình để cho trong vòng 10 phút đi, cho nó bột nó nghỉ một chút rồi mình làm cho sữa vô. Cho từ từ. Rồi giờ mình cho hết sữa vô. Mình cho hết sữa chưa. Đây mình trộn cái bột này xong rồi đấy ha. Rồi giờ mình để đây cho bột nó nghỉ ha, rồi mình làm cái giọt cái nhân ha. Rồi mình đẩy nó lại. Đẩy ra cho nó nghỉ 10 phút. Trên đây mình có 200 g thôi. Thịt bò các bạn. 200 g thịt bò mình xắt mỏng ra ha. Bây giờ mình ướp nó ha. Bắp cải nè. Này bắp cải trắng nè, này xà lách nè. Đó. Bây giờ mình cho úp cái thịt bò này ha. Mình cho miếng bột ngọt ha. Cho miếng bột ngọt. Cho muỗng dầu hào. Rồi giờ mình cho muỗng dầu hào ha. Rồi cho xíu nước mắm nha, cho nó dậy mùi. Đó. Rồi xíu đường nha. Rồi giờ mình ướp nó. Cho xíu bột tỏi nữa. Giờ mình cho xíu bột tỏi nha các bạn. Rồi. Rồi giờ mình ướp nó, mình để đây đi, rồi hồi mình bỏ vô lò mình nướng nha. Rồi mình để đây ha. Để đây 10 phút. Còn cái này á là chút xíu nữa mình cho miếng giấm vô ha, làm salad. Đây mình để sau 5 phút rồi đây các bạn. Rồi mình định hình nó, rồi mình để cho nó nghỉ bột 10 phút nữa ha.
Rồi giờ mình cho cái này mình cho nó xuống xuống bột mình xào cá ha. Rồi giờ mình cho cái cục áo vô đây rồi cái mình nhồi sơ nó cái mình cán cán nó mình để vô cái dĩ nướng á, mình nấu nó 10 thêm 10 phút nữa. Bột mình để nó nghỉ nó mịn bột hay các bạn. Nhồi sơ nữa. Mình tóm bọn nó lại, tóm nó vài lần như vậy. Rồi giờ mình cắn nó. Cái bột áo này mình làm bột mì luôn nha các bạn. Giờ mình đậm hình nó, mình cán nó tròn rồi mình cho nó vô dĩa này ha, cho vô dĩa nướng này. Rồi đây xài tay xong nha các bạn, mình cán nó dày chứ không mỏng nha, nó cỡ một phân ấy, một cỡ chừng 2 phân đó ha. Đó thì mình để cho đây mình sửa nó lại ha. Mình để đây mình sửa nó lại cho nó vuông cái bánh, lần nữa mình dễ cắt ha. Rồi giờ mình ủ nó trong 10 15 phút, cái mình nướng nó ha, 10 phút 15 phút gì cũng được ha. Cái này mình không cần thiết để ấy ha. Giờ cho nó vuông vuông, mình sửa cho nó vuông vuông vậy là được ha. Mình nướng nó rồi mình làm cái nhân nữa ha các bạn. Đây giờ mình nướng nó đây chân mình để 20 phút này không. Giờ mình xịt nước nó mình nướng nó ha. Rồi giờ mình xịt nước nó nha. Xịt nó ướt rồi bắt đầu mình 15 phút nha. Lửa trên lửa dưới. Đây mình nướng xong rồi đây các bạn. Bây giờ mình đem ra nha. Ra cái mình cắt cái mình và cho nhân vô ngang các bạn. Cái bánh này ra ngang các bạn. Đây. Ở dưới nó vàng nha. Đây. Ngon lắm. Mình chẻ nó ra để mình dồn nha các bạn. Ngon lắm nha các bạn ơi, mình làm nó ngon mỏng. Bỏ này vô ha, cái này mình bóp miếng giấm đường á, thịt bò mình bỏ vô trong lò mình quay luôn ha, miếng lắp. Bỏ thịt bò vô mình quay luôn á. Đây các bạn. Các bạn thấy mình chia sẻ có hay, các bạn nhớ like đăng ký giùm mình nha các bạn. Ngon hết sức rồi. Chào tạm biệt các bạn nha các bạn.
Các bạn làm ăn đi nha.